Rồi, chào cả nhà nha. Trước mắt cả nhà là cầu Sài Gòn. Hiện tại mình đang vào giờ cao điểm, đang đổ về trung tâm, về quận 5, quận nhất này nọ. Thì hiện tại mình đang chuẩn bị xuống hết cầu Sài Gòn, thì hết giới hạn 70. Thì ở đây thì mình đi được lại 60. Đường xe đông, chúc mình đi đến cầu Điện Biên Phủ luôn, rồi đến Dầm Xuyến thì mình sẽ quẹo về. Ở đây trên cái bảng giá lông bông nó có 4 làn đường, 1 làn đường quay đầu, 3 làn đi thẳng. Vậy là mình đang đi ở làn thứ hai đi thẳng. Đèn tín hiệu chớp chớp vàng thì các bạn đi tiếp nha. Thì cũng có nhiều bạn không biết, hỏi ủa thằng chớp vàng này mình được phép đi hay không. Được chứ, khi nào đèn đỏ mình mới dừng, các bạn phải để ý đó. Rồi anh chuyển qua bên trái luôn, coi chừng có xe taxi nó lạng lên. Anh sánh liền, đang đạp lên nhanh mà chặn qua liền, mình bẻ qua cái là dướng liền. Sợ nhất là những cái xe đang đu phía sau đuôi á, đó mình vừa mới vừa xi nhan bẻ qua cái là ở sau người ta chặt ngang qua, ta đạp nhanh chính. Nên cái kiến giữa này các bạn phải quan sát luôn nha, kiến hậu trái, kiến hậu phải và kiến chính giữa luôn, kiến hậu giữa luôn. Như có chói nắng không? Thì trên cầu này đi được hai làn nhưng mà tốc độ chỉ có 50 thôi, gọi là cầu vượt hàng xanh. Còn phía bên phải là vô Bạch Đằng là thôi, với về bến xe miền Đông cũ, nó đông như kiến. Chỗ nắng các bạn thông cảm nha, đang ngược nhất thằng đông gì chẳng bạn. Rồi phía bên là phải đông nghẹt luôn. Rồi hết giới hạn 50 thì trên giá lông môn người ta để là mình đi được 70. Thì các bạn lái mới đường đường sợ là nhất là đường đông, sợ va quẹt, một đời mình 3-4 đời nó. Thì các bạn đi kệ nó, có bảo hiểm lo, các bạn cứ tập trung ngoài trước, các bạn giữ khoảng cách an toàn, đừng có va chạm ta là được. Còn nhiều khi va chạm ta va chạm nhẹ, nhất là xe máy va chạm chạy rồi bỏ chạy, đa số là vậy. Nên cái thôi mình làm bảo hiểm là ok. Còn bạn nào mà đi về Tân Bình hay là đi về Tân Phú hay gì đó, các bạn có thể đi ra đường Hoàng Sa và Trường Sa. Đường nó cũng đông nhưng mà nó ổn hơn. Dạ anh có thể chuyển làn qua chính giữa. Đó cái tháp Pepsi hồi xưa, giờ là hết quảng cáo rồi. Cái tháp nước. Có một cái là khi quẹo vô cái đường này, giống như xe đỏ đang quẹo vô, nó có một cái nắp cái chứa nước hay gì các bạn, giống như dòng xiến đó. Nó khó chịu lắm. Đó, đường Trường Sa này là đó, vừa vô là có cái nắp cái gì đó, có bụng nên khó chịu, xe nhiều xe bị va vẹt, bị chày. Lấy gọng ra, dạ không, lấy gọng là lấy gọng bên phải á, là khi vô dòng xiến mà xe lượng xe đông mình lấy gọng qua bên phải nha các bạn, đừng có đi vô sát quá. Dạ đúng rồi. Mấy xe này vô, ôi trong đây là vô cấm khung giờ mà. Ôi xe kia ơi, xe đen dạ. Ơi dạ. Xe đen giờ, mấy giờ nhìn coi, 6 dạ. Giờ mở dòng, mở xi nhan trái ở rồi luôn rồi đó. Không, xe nó quẹo phải, từ từ cho xe nó qua.
vô nhưng mà tao quẹo phải. Dạ đúng rồi. Rồi mình đi vòng ngoài đó, thấy không? Có xe người ta đi vòng ra luôn á, người ta đi lẹ hơn mình. À, có nhiều bạn thắc mắc tại sao phải đi vòng? Tại sao đang ở trong đông mà các bạn chui vô nữa thì phải có phải kẹt không? Kẹt thì đi góp phần vô kẹt xe. Còn các bạn đi đường ngoài các bạn lưu thoáng, lưu thông thoáng hơn, các bạn sẽ đi nhanh hơn. Ở đây thì cấm xe hơi rồi, cấm trong khu giờ quẹo. Mai thì lụ quá, cái điện quẹo hay sao rồi? Rồi đi thẳng cuối đường quẹo phải. Chơi chơi nóng quá, bình tĩnh, từ từ, đừng có nói tiếng Anh. Bữa cũng quay clip nào, trời kia nó ép chửi quá vậy chửi. Đúng không? Cũng nóng tính á. Sương cũng chờ mẹ chưa biết đâu. Ở đây là các bạn đi vô chung xe máy cũng được nha các bạn. Nếu mà mình á, nếu mà mình chạy mình đi chung xe máy, mình đến đó mình sẽ canh đèn mình quẹo luôn. Trời ơi, nó bị tuột á, trả lại chín nợ không, lúc mà di chuyển không chưa kéo qua số. Tao bóp kèn là đúng rồi. Đúng rồi. Chứ nay mình đâu có kẹt nhiều đâu, đâu có đông nhiều đâu. Rồi bám theo. Không lái mới gì kìa đó. Đó. Bị tuột. Tại vì sao nếu mà lâu á thì mình mới trả lại chín nợ cái ngón tay. Tuột là người ta bóp kèn liền. Mình phải vô số trước rồi mình mới bỏ cái chân. Tại vì đang dốc. Không thì đi lúng lượt rồi, có thì toàn lo mà. Không phải, chứ mẹ nói là lúc này mấy anh xin đứng hơn hồi xưa. Anh tết hết tiền. Cứ giữ từ từ. Từ từ. Không có nôn nóng, không nói tiếng Anh. Chú cho nói tiếng Anh hoài. Dạ mở xi nhanh trái thôi. Mày nói không ra nói tiếng Anh, lát cậu chơi tiếng Thái luôn. Tiếng Thái, trời. Cái đó là mấy người đó cắt qua cắt lại thì mình tốt chứ đâu. Là mình luyện thêm những cái điều khó, không? Đó, chẳng hạn như mấy xe nào đó. Cái xe cứ băng qua băng lại thoải mái, băng càng nhiều càng tốt. Để chi mình luyện cái cơ mắt, mình quan sát, mình xử lý. Dạ rồi, tắt xi nhanh luôn à. Bây giờ quẹo luôn ha. Không, thẳng luôn. Thẳng luôn hả? Rồi, ok. Đi vô đường bỏ sáu đông lắm. Dạ, đâu có, mình đi ra nè. Ra chút xíu rồi phải thôi. Thẳng Nguyễn Duy Khanh nè. Đi đường Nguyễn Duy Khanh. Dạ. Cũng về nhà được. Nhà mở xi nhanh phải. Rồi, cho chân xe máy. Dạ rồi, ok. Nãy đúng ra đó là mình phải vô số trước rồi mình mới bỏ cái chân. Nãy là bỏ chân trước mới vô số thì nó bị tuột, là xe kia nó bóp kèn liền là thắng lại cái kịch đó, dễ bị tuột chứ. Xe là trả là chính là không còn số, là đừng có bao giờ buông cái chân, cái thắng chân ra, chừng nào kéo thắng tay mình mới buông. Dầu gội dưỡng sinh chắc qua đây gội quá. Đi. Mở cửa xuống luôn. Bỏ ra ngoài. Đấy, xuống. Thôi về nhà dưỡng sinh cho chắc cú. Rồi, ở đây kính thưa các bạn, các bạn nào mà biết khu vực này không biết khu vực này thì mình đang giới thiệu đây. Ở đây có nhiều cái dịch vụ gọi đầu dưỡng sinh lắm, dưỡng nam đó cả, gọi đầu nam đó cả. Quá trời luôn. Sẵn bạn nào không biết thì cứ ghé, chứ mình là ở nhà gọi đầu thôi. Cho chắc cú. Chứ mời là rụng tóc lắm, dễ bị rụng tóc lắm mọi người. Có tài.
xích qua bên trái chút xíu. Dạ đúng rồi. Để nhường cho xe máy ta đi. Đây cũng kẹt. Nãy mình chạy lên trên kia một cái mình quẹo. Không, đỡ kẹt thôi. Dạ. Chỗ kia nó nguy hiểm. Đường xa. Hai bánh được phép rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu khi đèn đỏ. Rẽ trái. Các bạn thấy bản đọc không? Là xe hai bánh được phép rẽ trái nha, chứ không phải rẽ phải không? Vào đường Nguyễn Hữu cầu. Không. Mình đâu phải hai bánh, mình bốn bánh mà. Sao được? Vậy không được hả? Chừng nào tháo hai bánh ra còn hai bánh thì quẹo được. Giờ thông hỏi lại nói xe tôi hai bánh mà. Đúng không? Nó đẩy rồi có gan. Rồi chắc không kịp quá. Đó xe buýt nó quẹo đó thấy không? Không, cái này đèn xanh người ta đi rồi, còn này người ta nói đèn đỏ mà. Thôi không kịp rồi. Dạ. Rồi, dừng lại luôn. Trời ơi nó quẹo qua rồi nó quẹo lại. Tại vì bên này nó cũng đeo đèn xanh. Mình cũng xanh là mình chạy rồi mình quẹo trái. Này, này à, ông cuốn ông ngồi trên xe ông tuột cái đít xuống trúng cái bịch. Có 30 kg với nhiêu tròn ủm mà. Đường chợ đúng các bạn ha. Nhưng mà chợ này chợ chiều rồi nó cũng vắng, chợ buổi sáng mới mệt. Buổi sáng mới nè. Cái mình quẹo xong cái quẹo trái ra chợ Bảo Toản luôn. Chợ cũng có chỗ bán, có chỗ chưa có khai trương. Chắc mùng 12 hay không? Ngày nào đẹp trời người ta sẽ khai trương. Rồi tới luôn, rồi cái thùng đó là tới công chuyện luôn. Khai trương rồi ba, đi vô đó mình khai trương. Nay ta khai trương. Ủa mà mười hình như hôm qua hả ta? Mười hôm qua, thảo địa, à, thần tài. Bé đang kiếm đường. Giống như chợ Bến Thành ha. Đông nắng kệ mình cứ luyện mấy cái đường trong này, đường nhỏ này cũng được, nó cứng thôi, cứng mau cứng tài. Đầu xương chạy xuyên chạy chỗ này hoài chứ chạy lên giờ yếu rồi, lớn tuổi rồi, ai xài hao quá. Đây nó bà ngoại xài. Đánh rắn lên qua bên kia luôn. Dạ, theo nó, theo 16. Dạ, mình cứ theo đuôi sát chứ, nhẹ. Rồi, đánh tới qua luôn ạ. À. Hơi đường đông. Nó vẫn còn chen. Dạ, phải xe máy là vậy rồi. Ông đang say sưa và ẩm thực cái bánh chân. Đi đi mấy cái đường đông này là cứng tài, luyện cơ bắp. Này là người ta rắn ruột rồi, người ta phải làm năng lượng vô. Rồi cái em trai mà đang quẹo qua đó thấy không? Chú phải để ý là cái gì, để ý có lỗ tai đang gắn cái gì phone, đang nghe bluetooth, bóp kèn đâu nghe đâu quay lại đâu. Rồi. Tiếp tục ở đây là cấm về phải trong khung giờ 6 giờ đến 22 giờ.
nhường rồi đi luôn, chiếc clip nhường mình rồi. Nãy mình nhường cho chiếc clip mà mình chiếc clip nhường mình. Dạ nghiêng qua phải chút xíu, nghiêng lại lại quá. Đúng rồi. Mẹ mới thay thơm, mẹ mới mẹ cho thơm. Không mẹ biết. Mẹ không chịu ngồi vợ, mặt cho ta hút không à. Học chú giáo đó đó. Có mẹ có thơm, thì đưa mặt cho ta hút không. À, bổ túc giờ có điểm nha mọi người. Chiều lúc nào cũng đông. Ở đây tiểu đảo ốc đảo, mình được phép quẹo phải. Qua được không? Được, dạ được, thấy bình thường. Chừng nào thấy chiếc lít nhích lên chút xíu là biết rồi. Mở lại xi nhan nè. Rồi, lên trên đó mình sẽ quay đầu lại. Ở đây trước khi các bạn quay đầu, các bạn phải để ý là ở đây có biển báo cấm quay đầu hay không nha. Còn nếu không có biển báo thì các bạn cứ quay bình thường. Chừng nào cấm thì tôi mới không quay. Ở đây là cho phép quay nha. Không để, người ta không có để cho cái biển báo là cho phép quay đầu. Nhưng mà có lối để mình quay. Lấy gọng ra chút xíu à. Dạ đúng rồi. Rồi, lên trên chút xíu. Dạ. Đánh hết lái trước. Rồi từ từ nhường cho xe kia nó qua. Tại vì mình quẹo mà, mình phải nhường cho xe người ta đi thẳng. Dạ rồi đi, nhích lên rồi. Đúng rồi. Ta nhường mình đi. Rồi đi luôn à. Qua luôn không? Dạ được, lết xịt thôi mà. Chuyện nhỏ trả lại. Lết xịt thôi, chuyện nhỏ. Ba xe đó mất tiền thôi mà. Ê, nó cũng vượt qua vậy. Trời, xe máy là dễ vượt lắm. Cỡ nào nhỏ xíu cũng vượt luôn. Đó, vô hẻm. Trời ơi, thứ hai kêu có ông rồng gì mà ông quên. Trong cái hẻm này phía bên trái bạn có bạn cấm đậu nha. Ở dưới cuối đường cũng có bạn cấm đậu luôn nha các bạn. Lưu ý nha. À, đầu đường và cuối đường đều có, nên các bạn quay đầu lại cái đoạn đậu bên kia cũng bị phạt nha. Mọi người lưu ý về vấn đề đó nha. Đó, cuối hẻm các bạn đi xuống các bạn coi ha. Đó, cho dù các bạn nổ máy các bạn bước xuống, chừng nào bước xuống các bạn đem đồ xuống á thì không nói. Ở đây cũng cấm đậu nè, đó cái giờ ve lại cái. Dạ dừng, rồi dừng lại đi, ve lại cái. Rồi xong đậu lại giống như sáng á. Chứ thấy bót chờ là phải né rồi. Dạ bấm khẩn cấp luôn ha. Đó tại vì trong hẻm á, thấy không? Nhiều khi người ta quẹo qua nó. Đó thấy không? Đó đúng giờ nữa. Dạ. Dạ rồi, được rồi, hết lái qua. Sao mình muốn cho cái đuôi nó qua bên phải để quay cho nó dễ. Dạ rồi, ve lại cái nữa. Bye bye nha. Bye bye ngoại đi con. Bye nha. Bắt tay, bắt tay. Bắt tay. Dạ rồi, được rồi. Bye bye nha. Ve ngoại. Bắt chân lại nhắc à. Ve ngoại về. Nha. Bye bye. Rồi, kết thúc video clip. Mình xin kết thúc video clip nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc cả nhà có những cái trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn cho mọi nơi được. Thì bạn nào còn yếu thì nên đi bộ túc. Rồi tạm biệt cả nhà.